Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Tài Linh đau đáu không kịp về nước viếng Vũ Linh. Người thân cho biết trước khi ông qua đời, nghệ sĩ Tài Linh, đồng nghiệp thân thiết, kịp gọi từ Mỹ về gặp ông lần cuối. Cháu gái Vũ Linh, ca sĩ Hồng Phượng, cho biết một trong những điều khiến ông ra đi nhẹ nhàng trước khi mất là được nhìn thấy nghệ sĩ Tài Linh, người đồng nghiệp gắn bó nhất với ông thập niên 1990. Giây phút cậu tôi hấp hối ở nhà riêng, nghệ sĩ Vân Hà gọi video sang Mỹ cho Tài Linh, nhắn nhủ để bà đỡ sốc trước khi nhìn mặt ông lần cuối. Qua màn hình, Tài Linh khóc nghẹn, nói, mong anh ra đi thanh thản, em xin lỗi vì không thể về kịp, ca sĩ Hồng Phượng nói. Đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh cho biết sau cuộc gọi một lúc sau, ông qua đời. Ca sĩ Quang Thành, đồng nghiệp Tài Linh ở Mỹ, cho biết bà chưa về nước viếng Vũ Linh kịp vì sức khỏe yếu, sợ không chịu nổi cú sốc. Những ngày qua, bà đau buồn, hạn chế nghe các cuộc gọi hỏi thăm của người quen từ trong nước. Bà cũng không dám xem lại các trích đoạn tuồng xưa bởi nhớ ông nhiều, lại càng muốn khóc, Quang Thành nói. Với Tài Linh, nghệ sĩ Vũ Linh vừa là người anh vừa là người bạn, giúp đỡ bà rất nhiều trên con đường nghệ thuật. Ông dìu dắt Tài Linh từng bước để chinh phục các vai diễn khó. Tôi luôn khâm phục sức lao động bền bỉ của anh. Thời gian sau này, dù sức yếu, anh đứng ra tổ chức chương trình Người Đưa Đò, giúp các diễn viên trẻ tỏa sáng trên sân khấu với cải lương Hồ Quảng. Tên tuổi Vũ Linh, Tài Linh bắt đầu vang danh khi kết hợp đầu thập niên 1990. Trong cuộc trưng cầu ý kiến do báo Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 1991 đến 1992, nghệ sĩ Vũ Linh, Tài Linh được đông đảo khán giả bình chọn là một trong những đôi bạn diễn được yêu thích nhất. Trong bảng danh sách này, vị trí của họ chỉ đứng sau nghệ sĩ Minh Phương, Lệ Thủy, vốn là hai ngôi sao kỳ cựu. Dù Vũ Linh từng ca với nhiều cô đào như Phương Hồng Thủy, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, khán giả yêu thích nhất khi anh sánh đôi với Tài Linh. Họ có 16 năm diễn chung trên sân khấu và truyền hình, trưởng thành từ nhiều đoàn diễn ở tỉnh lẻ trước khi cùng tỏa sáng và đầu tiên đánh dấu tên tuổi của cả hai khi kết hợp Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Khi trở lại đoàn Minh Tơ, Vũ Linh và Tài Linh đóng cặp trong các vở như Thanh Xà, Bạch Xà, nhân vật Hứa Văn và Bạch Xà, đôi song Linh còn tham gia chương trình Mưa Bụi, Hiện Tượng, Video Ca Nhạc Thời Đó, giúp họ mở rộng thị phần biểu diễn, có thêm khán giả trẻ. Theo đạo diễn Thanh Hiệp, thời cải lương video phát triển vượt bậc, Vũ Linh, Tài Linh gây tiếng vang với khán giả hải ngoại. Mỗi tháng có 15 vở diễn được dàn dựng thì 10 vở góp mặt Vũ Linh, Tài Linh. Nghệ sĩ Vũ Linh qua đời hôm mùng 5 tháng 3 tại nhà riêng ở tuổi 65 sau thời gian bạo bệnh. Lễ động quan lúc 11 giờ ngày 9 tháng 3, linh cữu được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên, Bình Dương. Hai ngày qua, đông đảo khán giả từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đến viếng tang, chào Vũ Linh lần cuối. Ông thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn, xuất thân trong gia đình nghèo khó, việc học hành giang dở. Năm 13 tuổi, ông theo học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với thầy Văn Vĩ. Năm 1972, ông tham gia đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ, lưu diễn các tỉnh. Đến năm 1988, ông cộng tác với nhà hát cải lương Trần Hữu Trang II. Từ đây, ngày 5 tháng 3, nhiều khán giả hụt hẫng khi nghe tin ngôi sao sân khấu cải lương một thời, nghệ sĩ Vũ Linh, qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Sau đó anh theo đoàn Đồng Ấu Hoa Thế Hệ, rồi gánh hát Hoa Anh Đào Kim Trưởng. Cơ may cho anh gặp gỡ những nghệ sĩ giỏi như Diệu Hiền, Trương Ánh Loan, Ngọc Đáng và được những người chị, người thầy này đã tận tình dìu dắt từ những đoàn hát ban đầu. Anh đã trải qua rất nhiều đoàn hát như Khánh Hồng An Giang, Sông Bé, Thiên Nga. Nghệ sĩ Diệu Hiền từng tâm sự, mẹ Vũ Linh gửi anh cho thầy Diệu Hiền đào tạo từ khi anh mới 15, 16 tuổi. Kể từ đó, bà rèn luyện anh theo một kỷ luật rất nghiêm khắc. Cấm anh hút thuốc, rượu bia, chơi bời, chỉ chuyên tâm học nghề cho thiệt giỏi, bà kể. Tôi bắt nó đi qua mấy anh chị giỏi nghề học cải lương Hồ Quảng, nó không chịu, biểu,
Sao chị không học mà ép tôi? Tôi nói, tao già, xương cốt cứng hết rồi, mày trẻ chân tay còn linh hoạt học nhanh hơn chị. Nó cứng đầu không chịu. Tôi lấy chổi lông cả đánh nó. Nó la làng, bớ người ta, bà, rượu giữ bà đánh tôi. Lúc đó, tuổi trẻ còn ham chơi, Vũ Linh đâu biết người chị ép uổng lặt để anh cái gì cũng học, cái gì cũng biết, sau này cực kỳ cần thiết cho nghề. Và quả thật, Vũ Linh dần tiến bộ trong nghề. Khoảng cuối những năm 1980, tên tuổi Vũ Linh trở nên rực sáng với nhiều vở diễn như Sa Phu Đi Sứ, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Bàng Quý Phi, Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ, Chiêu Quân Cống Hồ, Bức Ngôn Đồ Đại Việt. Vóc dáng cao ráo, sáng đẹp, giọng hát nội lực vang sáng, trữ tình cùng với lối diễn xuất tinh tế, có thể nói Vũ Linh là một anh thép đẹp hiếm có của cải lương sau các nghệ sĩ thế hệ vàng như Minh Phụng, Minh Vương, Thanh Sang. Thời video cải lương cực thịnh, anh quay hàng trăm vở tuồng. Có một thời người ta đã xem Vũ Linh như một hiện tượng sân khấu. Hơn 30 năm gắn bó với người anh lớn Vũ Linh, soạn giả Hoàng Song Việt xúc động nhớ lại. Năm đó, lúc đó Vũ Linh đang manh nha cùng những người bạn lập cánh hát sông bé nên để ý tìm kiếm vở khai trương. Và duyên kiếp của soạn giả trẻ mà ngày nay đang là một trong những cái tên soạn giả hàng đầu của làng cải lương đã được ngôi sao Vũ Linh chú ý duyên kiếp lần đầu tiên lên sân khấu đoàn sông bé với Vũ Linh cùng các nghệ sĩ tên tuổi Diệp Lang, Trọng Nghĩa, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Cẩm Thu, Ngân Tuấn. Sông bé hoạt động rất rầm rộ nhưng sớm ngưng lại vì Vũ Linh quá đắt. Hoàng Song Việt lý giải sức hút của Vũ Linh, anh là một nghệ sĩ đa năng hiếm có. Từ vai già đến trẻ, vai độc hài, lẳng, vai nào dường như cũng là sở trường của anh. Anh có giọng ca không phải xé mây xé gió nhưng cảm giác như ru người, mùi mẫn. Đặc biệt anh xử lý những chữ dấu nặng rất lạ, quyến rũ vô cùng. Anh có thói quen khi tập cho vai diễn không chịu qua loa, tập mà hết sức hết lòng như đang diễn. Vậy nên không khó hiểu vì sao anh thành công và được khán giả mê đắm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.